sư tử đã là một loài mèo mang tính biểu tượng. Chúng nổi tiếng là kẻ săn mồi tối thượng trong thế giới tự nhiên. Sở hữu thứ sức mạnh vô song và kỹ thuật săn mồi đỉnh cao cho đến cấu trúc xã hội phức tạp của chúng. Sư tử có thể được coi là một thợ săn hoàn hảo trong hoang dã. Việc đối mặt với một con sư tử và sống sót là một điều được coi là rất hiếm thấy. Tuy nhiên, có một loài động vật nhỏ bé dám đứng lên chống lại sư tử. Và có thể bạn cũng sẽ không ngạc nhiên với cái tên của nó. Loài vật này được biết đến với lòng dũng cảm và sự can dạ khi đối mặt với nghịch cảnh. Được biết đến với cái tên lửng mật ong. Nó là một loài động vật cỡ nhỏ, nhưng được gắn liền với nhiều câu chuyện nổi tiếng trong thế giới hoang dã cạnh tranh khốc liệt. Video này sẽ nói về một số lý do tại sao lửng mật không sợ sư tử. Lửng mật có tên khoa học là Meliphora capensis. Thực chất, đây là một loài động vật có vú có nguồn gốc từ châu Phi, Tây Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Nếu so sánh với một số hệ quy chiếu, đây cũng là những vùng đất có sự hiện diện của loài sư tử. Lửng mật có thể thích nghi ở nhiều môi trường sống khác nhau, từ các vùng đồng cỏ, thảo nguyên rộng lớn tới rừng cây rậm rạp, và thậm chí là những sa mạc khô cằn. Mặc dù có cái tên như vậy, nhưng chế độ ăn của lửng mật lại không chủ yếu tập trung vào mật ong. Thay vào đó, loài động vật này có thực đơn vô cùng đa dạng, từ động vật có vú nhỏ, chim, bò sát, côn trùng và đôi khi có cả trái cây. Lửng mật là một thợ săn cơ hội. Nó được biết đến với khả năng đột nhập và đánh cắp các tổ ong, một hành vi đã góp phần tạo nên tên gọi của nó. Sự lựa chọn môi trường sống của lửng mật chủ yếu được quyết định bởi nhu cầu về nơi trú ẩn, khả năng tiếp cận thức ăn quanh khu vực. Tại các hệ sinh thái khác nhau, lửng mật đều thể hiện khả năng sinh tồn đỉnh cao của mình. Mặc dù là loài có kích thước tương đối nhỏ, chúng chỉ dài từ 50 đến 80cm và nặng từ 5,5 đến 16kg, lửng mật lại được biết đến với sức mạnh và sự can dạ đáng kinh ngạc. Thân hình chắc nịch cùng bộ hàm mạnh mẽ giúp lửng mật có thể đối mặt với con mồi và thậm chí là những kẻ săn mồi có kích thước lớn hơn nhiều so với nó. Đồng thời, chúng cũng sở hữu những móng vuốt dài và sắc nhọn là công cụ hữu ích cho công việc đào bới hay để chống trả lại một cuộc tấn công của kẻ thù. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của lửng mật là bộ lông thô và hơi xù xì, với điểm nhấn là một đường lông màu trắng kéo từ đầu xuống đến đuôi. Bộ lông này giúp bảo vệ chúng khỏi những chiếc gai cứng và thảm thực vật sắc nhọn trong môi trường hoang dã khắc nghiệt. Bộ da có cấu tạo thoải mái cho phép lửng mật di chuyển tự do và nhanh chóng thực hiện những cú xoay người để đối mặt với các mối đe dọa tiềm ẩn. Đôi mắt của chúng nhỏ nằm thấp trên hộp sọ, trông không có gì đặc biệt, nhưng khứu giác và thính giác của lửng mật lại đặc biệt phát triển, cho phép chúng phát hiện con mồi, động vật ăn thịt hay thậm chí là cả các loài côn trùng dưới lòng đất. Đó là một số đặc điểm nổi bật của lửng mật ong. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số lý do tại sao loài động vật đặc biệt này lại không sợ sư tử. Đầu tiên, lửng mật ong là một loài động vật có bản tính hung dữ. Đây cũng là một đặc điểm khiến nó trở nên khác biệt trong vương quốc động vật. Đặc điểm này đóng vai trò quan trọng trong khả năng đối đầu và thách thức những kẻ săn mồi có kích thước vượt trội so với chúng. Khi phải đối mặt với các mối đe dọa, lửng mật không thể hiện hành vi điển hình của một kẻ dưới cờ với một số hành động có liên quan đến việc chạy trốn hay tìm nơi ẩn náu. Thay vào đó, nó thể hiện sự tự tin và một quyết tâm đáng kinh ngạc. Lửng mật nổi tiếng về lập trường vững vàng. Chúng đánh giá đối thủ của mình bằng ánh mắt kiên cường và tâm lý không hề sợ hãi. Những điều này có thể đã đủ chứng minh cho sự dũng cảm của lửng mật. Chúng dường như không hề nao núng trước uy thế của các đối thủ trước mặt. Trong trường hợp việc bỏ trốn không phải là một lựa chọn, lửng mật có thể tăng cường các phản ứng quyết liệt trước mối đe dọa. Một vài phản ứng nổi bật của lửng mật có thể được thể hiện ra ngay lập tức. Điều này có thể bao gồm các cách phát âm, chẳng hạn như gầm cừ hoặc rít lên.
hay một vài phản ứng mạnh mẽ hơn được thực hiện như lao tới cắn hoặc vả đối thủ bằng những móng vuốt dài nhọn của chúng. Sự táo bạo này thường làm cho những kẻ săn mồi như sư tử phải bất ngờ, vì chúng sẽ không bao giờ nghĩ rằng một loài động vật nhỏ bé lại làm ra những phản ứng quyết liệt và táo bạo như vậy. Nhưng thực ra, loại hành vi hung hăng của lửng mật không chỉ đơn thuần là thể hiện lòng dũng cảm mù quáng. Đó là một chiến lược hay ho đã được chọn lọc và mài dũa thông qua áp lực tiến hóa. Theo thời gian, lửng mật đã tiến hóa để dựa vào sự hung hãn của chúng. Chiến lược này đã được chứng minh là vô cùng hiệu quả. Điều đó được thể hiện qua việc lửng mật đã sống sót trong những môi trường có rất nhiều kẻ săn mồi nổi bật. Việc lửng mật sẵn sàng tham gia vào các cuộc chiến cũng là biểu hiện của khả năng thể chất đặc biệt mà bà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho loài động vật này. Mặc dù có kích thước tương đối nhỏ, nhưng lửng mật lại được trang bị tốt để chiến đấu. Sở hữu một bộ hàm khỏe và những chiếc răng sắc nhọn, cùng với một thân hình vô cùng dẻo dai. Điều này giúp chúng có khả năng công thủ toàn diện và gây ra những vết thương đau đớn cho đối thủ. Ngoài ra, móng vuốt sắc nhọn của lửng mật cũng là một thứ vũ khí rất hiệu quả trong việc phòng thủ và tấn công. Cho dù không thể chiến thắng, thì nó cũng khiến sư tử phải lùi bước và bỏ ý định tấn công con lửng mật thêm một lần nữa. Một lý do khác khiến lửng mật không sợ sư tử là vì lớp da dày và chắc chắn của nó. Da của lửng mật dày hơn đáng kể so với nhiều loài động vật có vú khác có cùng kích thước. Độ dày này đóng vai trò như một lớp áo giáp tự nhiên, là rào cản kiên cố chống lại những hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của những kẻ tấn công tiềm năng. Khi chạm trán với sư tử, đặc điểm này tỏ ra vô cùng có lợi vì lực cắn ghê gớm của sư tử thường không đủ để xuyên thủng lớp da cứng cáp và kiên cường của lửng mật. Hơn nữa, lớp da lỏng lẻo cho phép lửng mật di chuyển tự do hơn ở những nơi chật hẹp hoặc khi tham gia chiến đấu. Tính đàn hồi này mang lại cho chúng mức độ nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, cho phép lửng mật vặn, xoay và vặn vẹo cơ thể để đối mặt với kẻ săn mồi. Khả năng di chuyển này rất quan trọng và quyết định nhiều đến tỷ lệ phản đòn thành công của con lửng. Khi đối đầu với sư tử, lửng mật có thể sử dụng những chuyển động nhanh nhẹn của mình để có thể nhanh chóng thay đổi vị trí, tiến vào những khu vực bất lợi cho kẻ thù. Điều này tạo cơ hội cho lửng mật trả đũa bằng cách tung ra những cú cắn đáng sợ. Sự kết hợp giữa lớp da dày, cứng cáp và khả năng cơ động chiến lược cho phép lửng mật đưa ra các biện pháp phòng thủ hiệu quả, lật ngược thế cờ trước các mối đe dọa tiềm tàng. Một trong những cơ chế phòng vệ đặc biệt nhất của lửng mật là tuyến hậu môn chuyên biệt của nó. Tuyến này đóng một vai trò quan trọng trong khả năng ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng cho lửng mật. Nằm ở gần gốc đuôi, tuyến hậu môn của lửng mật tiết ra một loại chất độc sinh học có mùi hăng và rất khó chịu. Mùi hôi do tuyến hậu môn phát ra đóng vai trò là tín hiệu rõ ràng và ngay lập tức ảnh hưởng lên những kẻ săn mồi. Đối với các loài động vật như sư tử, linh cẩu và một số loài khác, việc chạm phải loại mùi độc hại này không giống với bất cứ thứ gì chúng từng chạm trán trước đây, và chúng coi đây có thể là một loại cảnh báo lớn. Ngoài những tác động tức thời, mùi hôi dai dẳng có thể đóng vai trò như một lời nhắc nhở lâu dài đối với những kẻ đã từng chạm trán với lửng mật, ngăn chặn chúng có ý định tấn công lửng mật một lần nữa trong tương lai. Việc tạo ác cảm cho kẻ săn mồi đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược sinh tồn của lửng mật, vì những kẻ săn mồi có thể liên kết các trải nghiệm khó chịu và liên tưởng đến sự hiện diện của một kẻ thù đáng gờm. Hơn nữa, việc tiết ra loại chất có mùi này là một phản ứng có thể kiểm soát đối với lửng mật. Chúng có khả năng điều khiển tia phun với độ chính xác cao, cho phép con lửng nhắm mục tiêu cụ thể vào các khu vực hoặc một con mồi nào đó, chẳng hạn như mặt hoặc mắt của kẻ săn mồi. Độ chính xác này giúp nâng cao hiệu quả trong khả năng phòng thủ của lửng mật, tối đa hóa cơ hội ngăn chặn một cuộc tấn công. Nếu bạn muốn xem một ví dụ điển hình về lòng dũng cảm của một con lửng mật trong việc chống lại những con sư tử uy mãnh, bạn có thể tìm hiểu về một tác phẩm của nhà bảo tồn kiêm tác giả nổi tiếng người Nam Phi, Lawrence Anthony. Trong cuốn sách
người thì thầm với voi. Anthony kể lại cuộc gặp gỡ của ông tại khu bảo tồn động vật hoang dã Tulatula ở Zululand, Nam Phi. Trong sự kiện đặc biệt này, một con lửng mật đã đi lạc vào lãnh thổ của một đàn sư tử kiêu hãnh. Khi những con sư tử phát hiện ra con lửng, ban đầu chúng có vẻ bị hấp dẫn bởi kẻ xâm nhập dũng cảm này. Tuy nhiên, khi chúng đến gần và tưởng rằng con lửng mật sẽ bỏ chạy, thì mọi chuyện đã diễn ra không giống như vậy. Đàn sư tử đã gặp phải một đối thủ hùng hãn thực sự. Con lửng mật thể hiện sự dũng cảm và ngoan cường đặc trưng của mình. Nó đã trụ vững và đối diện trực tiếp với sư tử. Con lửng rít lên, gầm gừ và lao vào những con mèo có kích thước lớn hơn nó rất nhiều. Phản ứng táo bạo này khiến những con sư tử phải bất ngờ. Chúng đã không nghĩ rằng một con vật nhỏ bé lại dám đứng lên chống lại chúng theo cách như vậy. Mặc dù có số lượng đông hơn và kích thước vượt trội, nhưng hành vi hung hãn của lửng mật cùng với khả năng phun ra mùi hăng từ tuyến hậu môn của nó dường như đã khiến những vị vua của thảo nguyên trở nên bối rối và sợ hãi. Sau một hồi giằng co, cuối cùng những con sư tử quyết định rằng không đáng phải phí sức để khuất phục một con mồi khó chịu như vậy. Chúng đã quyết định rút lui, mặc kệ cho con lửng mật đi tiếp. Và đó là một số lý do về việc tại sao lửng mật lại không sợ sư tử hay bất kỳ kẻ săn mồi hung hãn nào. Và bạn ấn tượng với khả năng nào của lửng mật nhất? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé.